Lúc lên 10 tuổi, nó bảo, "Úi già, nếu tôi cũng có cặp sách như những đứa khác, cũng có đồ chơi, có những quyển tranh đẹp như chúng thì xem tôi học giỏi không nào?" Đây tôi lại chẳng có gì cả. Thế thì làm sao mà học giỏi được? Đến năm 13, nó cũng có đủ sách, vở, bút, cặp và đồ chơi như những đứa trẻ khác. Nhưng nó học vẫn không được, nó lại than phiền, quần áo đẹp thì không có, nhà cửa thì chật chội, cả mấy bố Mẹ và anh chị em tôi phải ở chung một buồng. Thế thì học làm sao được? Giá tôi được một cái buồng, một cái tủ sách và bàn học riêng xem. Tôi không học giỏi bằng mấy chung nó ấy à? Năm 18 tuổi, người ta dành cho hắn một cái buồng riêng. Học giỏi thế quái nào được, nếu đến tuổi tôi mà trong túi chẳng có nổi lấy 10 lia. Muốn mua sách vở nhưng lại không có tiền. Năm 20 tuổi, trong túi hắn lúc nào cũng đã có ít nhất 10 lia, có khi còn nhiều hơn. Ôi, mong sao học chóng xong để ra đi làng, Tốt nghiệp đại học rồi tôi sẽ làm việc cật lực cho mà xem. Tôi sẽ bắt đầu viết chuyện. À không, viết hẳn tiểu thuyết ấy chứ. Chào ôi, ước gì tôi chóng được ra trường. Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn than thở. Tôi không tìm được việc gì hợp ý nguyện cả. Vì đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện sắp phải tòng ngũ. Chỉ mong sao cái thời hạn tại ngũ chóng qua đi. Lúc ấy tôi sẽ làm việc ngày đêm để cướp lại thời gian. Thế nào tôi cũng phải viết một tác phẩm thật vĩ đại, để mọi người phải nhắc đến tên tôi. Chà, cái chuyện Tòng Ngũ Tài Ác này, đến năm 26, hắn hết hạn phục vụ trong quân đội. Tôi vẫn chưa thể nào bắt tay vào làm việc một cách thật sự được. Vì cứ quanh quẩn lo hai bữa ăn đã hết ngày rồi. Khi nào người ta chưa có được một công việc đàng hoàng và một khoản thu nhập cố định thì chưa thể nói gì đến chuyện sáng tác năm 28 tuổi, khi đã có công ăn việc làm tử tế, hắn kêu, điều kiện thiếu thốn thế thì sáng tác thế quái cho được. Ít ra là phải có hai buồng và có máy thu thanh. Lúc nào làm việc mệt, mở máy ra nghe nhạc cho đỡ mệt, sau đó lại tiếp tục làm việc. Như thế tinh thần mới sảng khoái, làm việc mới có hiệu quả được chứ. Ôi, giá tôi có một chiếc máy thu thanh thì hay biết chừng nào. Năm 29 tuổi, hắn tậu được một căn nhà hai buồng và sắm được một cái máy thu thanh. Nhưng tác phẩm mà hắn dự định từ bao nhiêu năm nay vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chào ôi là cô đơn. Hắn thở dài sự cô đơn làm cho lòng tôi trống trải như một bãi sa mạc. Thử hỏi như thế làm sao tôi có thể tìm ra cảm hứng sáng tác được. Ôi, phải có một tia nắng nào sưởi ấm được lòng ta. Phải có một ngôi sao nào đem lại cho ta nguồn vui và nguồn sức mạnh. Phải có một người nào mà vì nó ta sẵn sàng làm việc quên ăn quên ngủ chứ. Ai là người có thể làm thần tượng cho ta, có thể làm mục đích của đời ta? Ôi, tình yêu của ta, người ở đâu? Đến năm 30 hắn gặp được nàng, hắn yêu nàng và cũng được nàng yêu lại, cuộc sống của hắn bắt đầu tràn đầy ý nghĩa, nhưng cuốn tiểu thuyết mà hắn ấp ủ từ hồi còn niên thiếu vẫn chẳng nhích thêm được một dòng nào. Yêu đúng là một hạnh phúc tuyệt vời. Hắn suy nghĩ, nhưng nếu cứ yêu mãi mà không cưới thì vẫn chưa thể an tâm làm việc được. Ta phải cưới thôi, có lấy vợ rồi thì cuộc sống mới ổn định, mới có thể hoàn toàn yên tâm lao vào sự nghiệp. Chà, mong sao ta sớm cưới được nàng, bấy giờ ta thể sẽ lao đầu vào sáng tác, không bỏ phí lấy một cho mà xem. Năm 32 tuổi hắn cưới vợ, cuộc sống vợ chồng của hắn hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể bắt tay vào cái sự nghiệp cả đời của hắn được ấy là vì hắn lại tìm thấy những lý do thật là xác đáng bây giờ trên vai hắn có cả một gánh nặng gia đình. Quanh năm suốt tháng hắn phải lo chạy vậy kiếm miếng ăn. Thế thì thì giờ đâu để hắn ngồi sáng tác nữa. Năm 36 tuổi hắn được tăng lương, nhưng ta hãy nghe hắn nói, đã đành là mình có nhà riêng đấy. Nhưng nhà cửa chật trội quá, trẻ con lại suốt ngày nô đùa ẩm ĩ, không sao làm việc được. Giá mình kiếm được ngôi nhà độ 4, năm buồng thì tuyệt quá lúc ấy mình sẽ làm việc phải biết nhé, phải sắn tay áo lên mà làm mới được. Năm 38 tuổi hắn dọn đến ở một biệt thự năm buồng. Song tác phẩm của hắn vẫn không tiến thêm được một tí nào. Hắn vẫn chưa thể làm việc được, nhưng phải đâu là lỗi tại hắn. Làm sao mà có thể sáng tác trong một ngôi nhà ở ngay giữa khu phố đông đúc ồn ào như thế? Các người có giỏi thì sáng tác xem nào. Không, mình cần có một nơi yên tĩnh. Nếu dọn được đến một nơi yên tĩnh thì nhất định thế nào mình cũng làm việc được, mà làm ra trò chứ không phải đùa. Năm 40 tuổi hắn dọn đến một khu phố tĩnh mịch, ngôi nhà của hắn thật rộng rãi và thoáng mát, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp, tiện trần. Bây giờ chắc hắn phải bắt tay vào sáng tác thực sự được rồi chứ gì nữa. Vẫn chưa à, tại sao vậy, cha, hắn than phiền sáng tác gì được khi mà trong nhà không có những đồ vật đẹp, không có những bức tranh quý không có những bộ salon êm, không có một cái bàn viết cho ra trò, không có những tấm thảm mịn. Muốn sáng tác thì mắt phải được nhìn những đồ đạc xinh đẹp, tai phải được nghe những điệu nhạc du dương chứ. Than ôi, không biết có ngày nào mình thực hiện được cái mơ ước ấy không? Được thế, mình thì sẽ dốc hết sức ra mà làm việc, cho thiên hạ biết tay. Năm 42 tuổi hắn có được tất cả những thứ hắn mơ ước, những đồ đạc quý giá và tiện nghi đầy đủ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không tài nào tập trung tư tưởng vào công việc được. Tác phẩm của hắn vẫn không nhích thêm được chút nào. Trời ơi, hắn bảo thế các người có hiểu đâu hoàn cảnh của tôi. Các người cứ nhìn bên ngoài nên tưởng tôi sung sướng, mãn nguyện lắm, không còn điều gì phải phàn nàn nữa. Mà kể ra tôi cũng mãn nguyện thật, vì tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, không lúc nào thiếu cả, lại được vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng nữa đồ đạc cho nhà thì toàn loại quý và tiện nghi đầy đủ, thì giờ lại nhiều nữa này. Thế nhưng, phải mỗi cái tội là, rồi, rồi nhiều quá, rồi không còn làm ăn gì được nữa, nó cứ bâu vào người, cứ vo ve bên tay nghe sốt cả ruột, tư tưởng không sao tập trung được. Ban ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để thức mà sáng tác nữa. Giá không có ruồi thì tôi làm việc phải biết nhé, cứ gọi là làm như điên ấy chứ không nói chuyện. Tôi thế như vậy, nhưng, cái lũ ruồi khốn kiếp, tôi không biết làm thế nào với chúng cả, đóng cửa lại thì nóng, mà che rèm thì mất đẹp. Các người bảo tôi làm việc về mùa đông ư, nhưng có thực là mùa đông không có ruồi không? Trời ơi, không hiểu ai sinh ra giống ruồi làm gì không biết, tôi chịu không hiểu nổi. Năm nay hắn mới 42 tuổi, vì thế chúng ta vẫn chưa hết hy vọng, một ngày kia, khi giống ruồi bị tiêu diệt hết trên thế gian này, như điều hắn mơ ước thì chắc chắn thế nào hắn cũng sẽ làm việc không ngơi tay để tạo ra cho thế giới cái tác phẩm vĩ đại của hắn đấy rồi các bạn xem chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa